Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi Đại hội Đảng 13 và Mấy cái ghe đánh cá do tác giả tưởng năng tiến. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn về việc tổ chức Đại hội Đảng được không? Nguyễn Phú Trọng Vài năm trước, bên bàn nhậu tôi có nghe một cha bợm rượu kể lại chuyện sau. Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, chả may nó sổ lòng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng, nhưng báo chưa ra mà đã có người đến gõ cửa hỏi sao anh biết là con vẹt này của tôi đáp nó chuối leo lẻo nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa sau đó bà phan thúy thanh phải bán con két để lấy tiền bù đắp vào số lương hưu ít ỏi mùa xong chủ nhân mới hí hửng mang về giao ngay cho vợ rồi tiếp tục đến sở làm chiều về Đương sự hấp tấp hỏi ngay. Con vẹt đâu rồi? Ở trong lò chứ đâu. Ôi giời! Vẹt mua cả ngàn mỹ kim mà đem nướng à? Vẹt gì mà giá cả ngàn đô Chứ bộ tôi nói đùa chắc. Nó nói được 29 thứ tiếng cơ đấy. Thế mà ban nãy gạn hỏi mãi. Nó vẫn cứ chối đây đẩy. Nên ai mà biết Một con chim nói được 29 thứ tiếng Và lại còn có khả năng chối, chối lia lịa Chối leo lẻo, chối bay bải Trong mọi tình huống Mà bị một bà nội trợ Việt Nam Mang đi đứt lò Khiến tôi cứ tiếc mãi Sự tiếc nuối này chỉ mới nguôi ngoai tuần rồi Khi tôi được biết rằng Nước Trung Hoa đã thành công trong việc phối giống giữa chim và chuột để sinh ra một loài kết mới. Giống này không chỉ chối phăng cho phát, chối đầy đầy mọi cáo buộc mà còn có thể theo dệt, vu vạ, trắng trợn, đổi trắng thay đen, mọi chuyện nữa. Theo như nguyên văn cách dùng từ của bản tin VTC News, Vietnam Television Corporation, đọc được vào hôm mùng 4 tháng 4 năm 2020. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trắng trợn đổi trắng thay đen. Sự vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trong tuyên bố mới đây. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm mùng 3 tháng 4, khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới việc tàu cá Việt Nam bị chìm sau va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: Vào sáng mùng 2 tháng 4, một tàu hải cảnh Trung Quốc trong cuộc tuần tra định kỳ phát hiện tàu cá Việt Nam đánh bắt cá bất hợp pháp ở ngoài khơi quần đảo Tây Sa, thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và ngay lập tức kêu gọi con tàu rời đi. Tàu cá Việt Nam từ chối rời đi và bất ngờ chuyển hướng về phía tàu Trung Quốc. Mặc dù tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị tàu cá Việt Nam đâm vào mũi tàu. Tàu cá Việt Nam sau đó bị ngập nước và chìm. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức thực hiện chiến dịch giải cứu và cả 8 ngư dân Việt Nam đã được giải cứu Mà không có bất cứ thương tích nào Tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó Đã để ngư dân Việt Nam rời đi Sau khi hoàn thành thủ tục điều tra Và thu thập bằng chứng cần thiết Phát ngôn của Bảo Hoa Là sự bịa đặt trắng trợn vốn song hành Các tuyên bố ngang ngừa của Trung Quốc Về Biển Đông trước đây Bảo Hoa còn ngang nhiên khẳng định tàu cá Việt Nam phớt lờ và thậm chí có hành động nguy hiểm để chống lại việc thực thi pháp luật của Trung Quốc. Cùng ngày 4 tháng 4 năm 2020, báo tuổi trẻ loan tin Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại. Tưởng gì, chứ loại tin này thì tôi vẫn nghe đều đều từ nhiều năm nay. Việt Nam Plus, mùng 7 tháng 7 năm 2014 Hội nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc bắt giữ 6 người dân và tàu cá. Pháp luật 11 tháng 7 năm 2015, Hội nghề cá Việt Nam phản đối việc làm phi nhân đạo của phía Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. Báo mới, mùng 4 tháng 5 năm 2016, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ra tuyên bố phản đối tàu lạ đâm chìm tàu cá của 34 ngư dân ở Hoàng Sa. Việt Nam Express, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2017, Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở biển Đông. Tiền Phong, 26 tháng 3 năm 2018, Hội nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên biển Đông. Chỉ khác có điều là năm nay giọng điệu phản đối nghe hùng hồn hơn thấy rõ, không chỉ kịch liệt lên án mà còn yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại nữa cơ. Sao tự nhiên mà ông Nguyễn Việt Thắng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, lại gan như Nhật. Vậy cả. Chắc vì thấy phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã dám gửi công hàm cho tổ chức này hôm 30 tháng 3 vừa qua để phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông nên ông thắng liền cầm đèn chạy trước ô tô chăng. dừng lại ông thắng ạ à, là một đảng viên cựu cựu như ông thì ông phải nhớ nằm lòng đường lối chính sách sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng của đảng mình chứ cũng đừng quên nỗi bận tâm hàng đầu hiện nay của đảng trưởng nguyễn phú trọng nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không? Với hiện trạng thì cầu an là chủ trương lớn của đảng và nhà nước mấy cái ghe đánh cá chìm chỉ là chuyện nhỏ. Kệ bà chúng nó không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục. Được đâu. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần đến nay xin tạm chấm dứt ngọc dung xin kính chúc tất cả quý khán thính giả và tất cả mọi người trên thế giới được vượt qua mọi đại nạn của coronavirus kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc và hẹn lại quý vị trong câu chuyện trong tuần kỳ tới